Chào mừng các bạn đã đến với Channel, và ngày hôm nay trên Channel chúng ta sẽ có cuộc tỉ thí nảy lửa giữa hai chiếc điện thoại. Một bên là Lenovo A7010, còn một bên thì sẽ là Redmi Note 3, một chiếc máy khá là quen thuộc rồi. Cả chiếc máy này thì sẽ có những điểm khá là tương đồng về mặt cấu hình cũng như là mức giá, cho nên chúng ta sẽ cùng xem chiếc máy nào có hiệu năng tốt hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải khởi động lại cả hai chiếc máy. Chiếc điện thoại Lenovo A7010 thì chúng ta sẽ có con chip MediaTek 6753 cùng với lại 3GB RAM. Còn với Redmi Note 3 thì sẽ là Helio X10 cùng với lại cũng là 3GB RAM. Như vậy là Lenovo A7010 đã khởi động nhanh hơn so với Redmi Note 3 rồi. Ok, cả hai máy đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên. Không phải là phần thi về tốc độ camera như thường lệ, mà sẽ là phần thi về tốc độ của cảm biến vân tay. Rồi, như các bạn có thể thấy thì cái chiếc máy có tốc độ mở khóa bằng vân tay ngang ngửa nhau. Tuy nhiên thì trong rất là nhiều lần mình đã thử thì Redmi Note 3 có cảm giác là nhiều lần sai hơn, nhiều lần không mở khóa được hơn so với lại Lenovo A7010. Ở phần thi này thì mình tạm cho Lenovo A7010 một chiến thắng, tuy nhiên thì không thuyết phục cho lắm. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thi tiếp theo, chúng ta sẽ có phần thi về tốc độ load camera. Lenovo A7010 nhanh hơn một chút. Lại một lần nữa nha. Lenovo A7010 thì load camera nhanh hơn một chút xíu so với lại Redmi Note 3. Còn về tốc độ chụp ảnh thì sao? Let's see. Về tốc độ chụp ảnh thì các bạn có thể thấy là Redmi Note 3 nhanh hơn rồi. Rồi, về phần camera thì có lẽ là cái chiếc máy sẽ phải hòa nhau ở phần thi này, khi mà không có chiếc máy nào vượt trội hơn hẳn chiếc máy nào cả. Chúng ta sẽ cùng đến với lại phần thi tốc độ đọc và ghi của bộ ở trong. Các bạn sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Các bạn đang thấy chiếc Redmi Note 3 có một tốc độ copy file lên tới khoảng độ 50 Mbps/s. Trong khi đó thì với chiếc Lenovo thì tốc độ chỉ dừng lại ở tầm 36-37 Mbps/s mà thôi. Như vậy là Redmi Note 3 đã hoàn thành phần thi copy file của mình. Trong khi đó thì bây giờ A7010 mới hoàn thành xong. Như vậy là Redmi Note 3 đã chiến thắng Lenovo A7010 ở phần thi tốc độ đọc và ghi của trong. Với phần thi về tốc độ load game thì chúng ta sẽ cùng mở game Temple Run 2 lên xem sao. Rất là gay cấn, không biết chiếc máy nào sẽ vào trước đây. Wow, cái chiếc máy vào gần như mà đồng thời. Chúng ta gần như không thể thấy được chiếc máy nào nhanh hơn trong trường hợp này. Thử lại một lần nữa với tựa game Temple Run 2. Có vẻ như đây là một cuộc chiến rất là căng thẳng và gay cấn khi mà cái chiếc máy đang hòa nhau ở rất là nhiều phần. Các bạn đang thấy là cái chiếc máy có một hiệu năng là tương đương nhau ở phần thi Temple Run 2. Không biết được chiếc máy nào nhanh hơn chiếc máy nào. Với game Zombie Tsunami thì sao? Với game này thì Redmi Note 3 nhanh hơn một chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại game cuối cùng, Death Trigger, xem liệu cái tựa game này có thể phân định thắng bại cho chúng ta được hay không. Không thể biết được chiếc máy nào vào trước, chiếc máy nào trong cái tựa game này. Như vậy là mình đành phải đưa ra một cái kết luận là với phần thi về tốc độ load game thì cái chiếc máy đã có một cái hiệu năng tương đồng nhau, và lại một lần nữa cái chiếc máy sẽ hòa nhau ở phần thi về tốc độ load game. Chúng ta sẽ đến với lại phần thi cuối cùng, một phần thi rất gay cấn, đó là phần thi về tổng hợp để xem chiếc máy nào có khả năng đánh nhận tốt hơn.
đã có kết quả của phần thi tổng hợp. Lenovo A7010 thì có thời gian để hoàn thành phần thi tổng hợp là 1 phút 11 giây. Trong khi đó thì với Redmi Note 3, thời gian này lên tới 1 phút 34 giây. Có cái thời gian lâu như vậy đó là vì Redmi Note 3 đã phải reload lại game Temple Run 2. Đây là một điều rất là đáng tiếc. Xin được phép kết luận là Lenovo A7010 có khả năng đa nhiệm tốt hơn một chút so với Redmi Note 3. Tổng kết lại thì chúng ta đã có Lenovo A7010 chiến thắng ở phần thi thứ nhất, đó là phần thi về tốc độ mở khóa bằng vân tay, và phần thi cuối cùng phần thi tổng hợp. Còn về phía Redmi Note 3 thì nó chỉ giành chiến thắng ở phần thi tốc độ đọc và ghi của bộ ở trong mà thôi. Đến đây thì chiến thắng của cuộc thi tỉ thí ngày hôm nay đã thuộc về Lenovo A7010. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của S Channel.